Yo, so this is Ren, and this is thích em hơi nhiều behind the scene. I'm here with Hiểu Thứ Hai. Yeah. Lại. Yêu hay thích? Thích thôi. Yêu hay nhiều đấy quá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hiểu Thứ Hai. Thì mình vừa mới quay MV thích em hơi nhiều cùng với Ren Even. Nói chung là bài hai mọi người check nha. Nhớ nha, lúc mà ra thì mọi người nhớ check, nhớ share. Ok. Ok, ta đi. Xin chào mọi người, mình là Y Lê, đây là Phương Nam từ nhóm Sài Gòn Tếu. Và hôm nay mình đã tới chơi trong MV của Ren Evans. Tại vì rảnh quá không có gì làm. Và tụi mình đóng cái cảnh là ngồi sofa, nói chuyện sofa và quay nhìn camera tự nhiên. Như thế này, được cho một cách tự nhiên nhất có thể. Ta không hề giả trơn, không có gì. Không có gì là diễn. Dạ, là diễn sốt của xe. Này video ấy. Hello, baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa ở đường Duy Tân ngay cạnh Puku Bay. Với mấy đồng bọn nó rủ dây qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thì nhớ. Nói thật anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông Hiếu làm hai. Thích em hơn nhiều nên anh phải nghĩ sao nói vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Cái em nghĩ là lấy cái cái đó có cục điện á. Chào mọi người, mình là Canon, gọi là The Tripod Guy. Thì mình là đạo diễn MV lần này của Ren Evans. Thì basically concept lần này là nó về cái việc Gen Z thích rất là nhiều người nhưng mà không có hẹn hò ai cụ thể cả. Thì nó là mình đặt cái mới nghĩ ra một cái concept là ok, mình sẽ làm một cái miêu tả cái việc hẹn hò nhanh nó như là cái trò chơi chiếc ghế âm nhạc vậy ấy. Nó cứ xoay vòng, cứ đi vòng nhưng mà ai không ngồi xuống được thì bị loại thôi, nó đơn giản là vậy. Thì coi như là mình hết người đó thôi à. Thì ID MV là thế. Cần ngồi với em chút thôi, được không? Nhìn vào đôi mắt em, thế sao? Thế sao mơ hồ? Dù môi đang cách nhau. Đang set gì? Đang set ở một thung lũng mà không có ai, như kiểu trên thung lũng UFO ấy. Tuy nhiên có một thằng nó được chụp cho hồi ở đây, đó là em. Nhạc đây. Rồi các bạn nữ đi lên. Thì lúc mà ngưng nhạc á y như chơi chiếc ghế âm nhạc thôi, mọi người ngồi xuống vậy thôi. Sàn xoáy nhảy xoay nói chung là mọi người đang cố gắng để tập trung cao độ để làm sao để không bị ngỡ ngàng quá. Đây nhìn này. Chào mọi người, mình là Wanaso. Mình trong dự án lần này mình làm editor chính của MV. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ lên để giúp đỡ mọi người thôi. Thì hôm nay quay MV cho Ren thì mình thấy tiến độ rất là ok. Mọi người rất là làm việc chăm chỉ. It drinks on me. Để set ở trong nhà hàng.